giống Kabuto, anh ấy phải giống tới tận cùng. Trong Hyper DVD Color Kabuto Hyper Battle Birth of Hyper God Tech, anh ấy cũng có được hình dạng Hyper Form của bản thân. Toàn bộ tập phim anh ấy đã học hỏi tất cả mọi thứ nhằm trở thành Rider, cũng như phong cách chiến đấu giống với Tendo, một con người hoàn hảo. Thật đáng buồn, bản thân anh lại không hoàn hảo như Tendo. Và Kagami đã hiểu được một điều, một người phải là bản thân mình chứ không phải là bắt chước một người khác. Sau trận chiến khó nhằn với hai tên Worm, vì cố tình bắt chước Tendo và không vận dụng hết được sức mạnh của Gatex Zester, nhận thấy Kagami đã hiểu ra vấn đề, Tendo đã xuất hiện với vài câu đạo lý. Sau đó anh ta đã triệu hồi hai Hyper Zester từ hai dòng thời gian khác nhau, nâng cấp cho bản thân của Kabuto cũng như là cho Gatex, giúp anh chuyển hóa lần đầu tiên mạnh của Hyper Form. Ở hình dạng này, Gatex trở nên đô con và vuông vức hơn. Phần thân của anh những viền vàng cũng như là màu xanh dương đặc trưng với hình dạng được tạo hình chiếc càng kẹp của Gatex Zester. Phần ngực của anh ấy được tô điểm bằng một màu đỏ. Gương mặt của anh ấy cũng tương tự như vậy, với cặp càng của Gatex dài hơn cũng như to hơn, giống như cặp sừng mà anh ấy sẽ sở hữu với tính cách của anh ấy. Một cặp sừng to và nặng như thế này được tô điểm bằng những màu vàng kim, và gương mặt của Gatex trở nên hung dữ như cứng cáp hơn bội phần so với hình dạng cơ bản. Vũ khí của anh ấy không có quá nhiều điều thay đổi, và tất nhiên không hề có Perfect Zester nào dành cho Gatex. Sau khi sử dụng khả năng đặc biệt mà Hyper Zester mang lại, Hyper Clock Up, phần ngực của anh ấy sẽ chuyển hóa từ đỏ sang vàng. Mặc dù không quá nhiều thay đổi, nhưng dù sao màu vàng này cũng sẽ làm tổng thể của Gatex trở nên đẹp và hài hòa hơn. Đây chỉ là một form trong một bộ phim tấu hài về Gatex, nên nó cũng không có quá nhiều điều đặc biệt, chỉ thay đổi ngoại hình, và dù sao có vẫn hơn không. Đòn tất sát của form này mang tên Hyper Kick, sử dụng cả hai phần là Hyper Zester cũng như Gatex để tạo nên cú đá Hyper Kick, là cú đá cực mạnh, có đôi chút khác biệt so với đòn Rider Kick cơ bản. Anh ấy sẽ có một lốc xoáy bên chân cú đá của mình. Nguồn năng lượng tỏa ra từ đôi cánh sau khi chuyển hóa Hyper Clock Up cũng sẽ được tỏa ra nguồn năng lượng vô cùng lớn, giúp anh ra đòn Rider Kick cực mạnh dán vào tên Worm, kết liễu sự xấu số của tên Worm này. Mặc dù nguồn năng lượng tỏa ra từ phía sau lưng nhìn giống đôi cánh của Kabuto Zester, chất thì tách méo có cánh, nên không biết nguồn năng lượng này tỏa ra từ đâu nha. Đó cũng là kết thúc về toàn bộ những form của Gatex. Tất nhiên mình sẽ có một vài story nữa liên quan tới Kabuto Kabuto, có thể là tất cả những Zester và tất cả những Rider trong series này. Các bạn muốn xem nó hay là xem về những Rider khác?